Hello mọi người, hôm nay mình có bánh gạo tteokbokki nè. Theo yêu cầu của mọi người rồi nha. Đây là lần đầu tiên mà Trúc ăn cái món này luôn á. Vui lắm à. Cái hôm mà đi vô cái cửa hàng bán cái đồ Hàn Quốc á, để mua cái này á, không biết gì hết, hỏi lớn nghe lớn ngớ người ta. Người ta trả lời Trúc người ta cũng mệt luôn. Tại vì mình không có biết là cái bánh này á, là mua riêng. Rồi cái nước sốt là mua riêng. Mình cứ tưởng là nó như mì gói mua về rồi đổ ra nấu thôi. Mình không biết. Wow, nhìn cũng hấp dẫn đó mọi người. Ở đây thì mình có con bạch tuộc nữa nè. Đó, bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Chưa biết cái này mùi vị ra sao hết. Đây là lần đầu tiên luôn. Mời mọi người nha. Bạn nào yêu cầu Trúc ăn món này thì hôm nay Trúc đã thực hiện rồi nha. Ui. Cái bánh này ở trong nó có phô mai. Nó mặn mặn ngọt ngọt mọi người. Cái nước sốt của nó cũng khá là ngon. Mình thấy người ta ăn cái này người ta hay dùng cái que này, người ta xỏ xỏ cái bánh. Mình cũng bắt trước vậy nha. Ở đây thì mình có con bạch tuộc, có cả con bạch tuộc mini nữa. Đây là cái râu con bạch tuộc mình đã cắt ra. Mình thấy mấy bạn Hàn Quốc á, ăn cái này rất là nhiều. Ăn cả một cái nồi lớn luôn á. Cái bánh này khá là ngon, khá là thơm mọi người. Mình mua một cái gói nước sốt. Xong rồi sau đó mình về mình pha với lại 500ml nước. Mình nấu sôi lên. Rồi sau đó mình bỏ con mực hoặc là rau củ gì đó mình muốn ăn thì mình bỏ vào. Rồi cuối cùng là mình bỏ bánh gạo vào mình nấu cho chín. Cũng rất là dễ làm. Cái này Trúc không biết, Trúc nấu hơi lâu nên là có vẻ như cái bánh gạo nó bị bở. Mọi người có thấy rõ không? Ở trong cái bánh gạo á mọi người, nó có cái phô mai ở trong. Ở đây Trúc có bỏ hột gà vô nữa. Nhưng mà đây là cái hột gà so. Nên là cái trứng hột gà nó bé xíu rồi, nó nhỏ như cái trứng cút. Cái này thì Trúc không biết nấu với rau củ gì hết á, Trúc chỉ nấu với con mực thôi. Con bạch tuộc thôi. Mọi người có biết là phải nấu nó với cái gì không, chỉ cho Trúc chứ. Cái này mà trời lạnh lạnh ăn mới đã. Nhưng mà Trúc nấu nó hơi lâu á, nên có vẻ như cái nước nó rút lại nên nó hơi là mặn. Cái bánh gạo này thì nó ngọt ngọt mọi người. Cái bột này dẻo thơm á. Trứng gà so. Trứng gà so là cái trứng gà mà những con gà nó đẻ lứa đầu á mọi người. Nó đẻ lần đầu tiên á nên là cái trứng nó còn nhỏ xíu à. Nó là ngon. Cảm ơn bạn nào đã yêu cầu Trúc ăn món này nha. À, hôm nay Trúc hơi cảm á. Nên là mọi người nghe giọng Trúc hơi bị khan đúng không? Bệnh hôm nay cả tuần không hết. Nó cứ nghẹt nghẹt mũi nè. Tối ngủ á thì nó sẽ bị chảy nước mũi sống. Uống thuốc rồi, có uống thuốc đều đặn á, nhưng mà không biết sao không hết. Với lại á, ban ngày á Trúc đi làm á, có khi Trúc có công việc á
Trúc phải đi họp hành hay Trúc đi gặp ekip á, thì Trúc chạy xe ở ngoài đường nắng nóng vậy đó, cái Trúc chui vô phòng họp hay là quán cà phê mà máy lạnh Trúc ngồi, cái cơ thể nó bị sốc nhiệt á, nên là nó bị bệnh hoài không hết, ngay cả tuần rồi. Hồi nãy mình định là để cái này trong cái lẩu á, cho nó nóng, nó sôi 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 lên rồi mình ăn. Nhưng mà mình nghĩ như lần trước ăn cái lẩu cá á, nó sôi quá nóng quá mình ăn không được. Với lại cái này á, mà nó càng sôi á là cái nước nó càng sắc lại thì nó càng mặn nữa. Nên là mình chỉ bỏ lên đây thôi, mình không có để lửa. Các bạn nào muốn ăn với Trúc không? Nhiều quá rồi. Cái này á là cả nửa ký lô á. Cái bánh gạo không là nửa ký á mọi người. Một mình Trúc ăn xong hết. Có mấy con bạch tuộc mini, bạch tuộc siêu nhỏ luôn á. Giòn. Món này khá là ngon mọi người à, nhưng mà do là lần đầu tiên Trúc nấu á, Trúc không biết nên là Trúc để nó hơi lâu nên là nó bị sắc cái nước lại nên nó khá là mặn. Chính vì vậy mà Trúc không thể ăn nhiều hơn nữa à, chỉ được như đây thôi, tạm ngừng lại nhé. Hẹn mọi người một ngày khác Trúc sẽ ăn lại món này và Trúc sẽ làm nó theo một cái kiểu khác nữa. Cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã giới thiệu món này cho Trúc nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hãy nhớ like, share và subscribe kênh, đặc biệt là comment cho Trúc với những ý kiến của mọi người bên dưới video nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye.